19. Phòng ngừa tại nhà, bệnh sốt xuất huyết Hiện nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, nên các biện pháp phòng bệnh chủ yếu là phòng chống mũi đốt, ngủ trong màn kể cả ban ngày, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh nhà cửa để tránh mũi ẩn nấp, loại bỏ nơi sinh sản của mũi, diệt lăng quăng chia bỏ gậy, thường xuyên thao rửa chung, vại, bồn chứa nước, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc tự nhiên như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp xe, vỏ xe cũ, hốc tre, bệ lá. Thả cá vàng vô dụng cụ chứa nước để diệt lăng quang bỏ gậy. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch sốt xuất huyết.